Ngày 23 tháng 9, Cam Thơ đã đăng clip trò chuyện cùng với ca sĩ Jeezy Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều và tiết lộ những thông tin gây xót xa liên quan tới tình hình điều trị Covid-19 của nữ ca sĩ Phi Nhung. Jeezy Phương Trinh cho biết là cô đã buồn bã bất thần suốt cả ngày vì nhận tin từ Winnie Phạm, con gái ruột của nữ ca sĩ Phi Nhung hiện đang sống ở Mỹ. Trong clip thì Jeezy Phương Trinh nghẹn ngào nói: "Sáng nay tôi nhận được một tin khá buồn từ Winnie, con gái của Phi Nhung. Con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Nguyên một ngày thì người tôi cứ bất thần không làm được gì hết. Cứ mỗi lần nghĩ tới Phi Nhung thì nước mắt tôi lại ướt đẫm, lông mi rớt ra, phải gắn lại 2-3 lần liền. Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi. Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn. Tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra. Từ hôm nọ đến nay tôi liên tục cầu nguyện và đi làm thiện nguyện cho Phi Nhung." Đồng thời thì trong lúc tâm sự với Cam Thơ thì vợ cũ Bằng Kiều không né được những đau lòng khi nhắc đến các con nuôi của Phi Nhung đang cầu cứu và chờ mong tin mẹ từng ngày. "Hôm qua thì tôi có một người bạn gửi clip với con nuôi của Phi Nhung, tụi nó vừa nói vừa khóc. Cô ơi, cứu mẹ con đi, giúp mẹ con để mẹ con về với tụi con. Tôi nghe mà không biết phải làm gì được. Tôi thấy cảnh các con không mà cũng không kìm lòng được. Tôi khóc đến mức mà hôm nay mắt đã sưng lên. Lúc tôi xem clip đó thì tôi ước gì mình có đôi cánh để bay về Việt Nam để ôm các con vào lòng và an ủi tụi nó. Các bé đã mồ côi bố mẹ rồi. Nếu Phi Nhung có mệnh hay gì thì các bé lại mồ côi thêm lần nữa. Thế là mồ côi 2 lần trong đời." Nhắc đến Phi Nhung thì Jeezy Phương Trinh cũng vô cùng đau lòng. "Phi Nhung còn quá trẻ, cô ấy còn quá nhiều hoài bão, mong muốn cần phải làm. Tôi đã cầu nguyện và làm hết những gì bản thân có thể. Tất nhiên là còn nước còn tát, chúng ta không nên bi quan quá. Nhưng là con người khi nghe những hung tin như thế này thì cũng không thể che được đầu buồn."